Vâng, xin chào các anh chị. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và trong bài học này tôi lại trình bày với các bạn ba cái chương trình khuyến mại tiếp theo. Khuyến mại số 25, chiến lược số 25. Tôi gọi nó là dịch vụ tư vấn miễn phí. Dịch vụ tư vấn miễn phí là như thế nào? Tức là các nhà bán lẻ hiện nay thì hoặc là các nhà bán buôn nói chung đúng không? Những người làm kinh doanh nói chung thì có thể là sử dụng các cái chuyên gia, sử dụng những cái người nổi tiếng, sử dụng các cái dịch vụ mà có thể là tư vấn cho khách hàng để nhằm tăng cái uy tín của sản phẩm cũng như của thương hiệu cũng như là cái uy tín của đội ngũ bán hàng đối với khách hàng bằng cách là họ sử dụng các chuyên gia cung cấp các dịch vụ tư vấn. Ví dụ như là bạn mua bán một cái sản phẩm thời trang thì bạn có thể là được một cái nhà thiết kế trực tiếp tư vấn và hướng dẫn cho bạn mix đồ, hoặc là một cái nhà gọi là mình gọi là stylist đấy, đúng không ạ? Những cái người mà người ta hướng dẫn cho các bạn những cái gu ăn, gu mặc, phong cách thời trang làm sao cho nó chuyên nghiệp, sao cho nó đẳng cấp đó. Thì ví dụ như là các bạn tuyển sale bán hàng thì bình thường, thế nhưng mà lúc này sale lại là một người nổi tiếng, sale lại là một ca sĩ nổi tiếng, sale lại là một stylist nổi tiếng, thì đó chính là tôi gọi nó là khuyến mại bằng cách là có các dịch vụ tư vấn miễn phí, được chưa? Ví dụ bán các sản phẩm về dinh dưỡng thì bạn sẽ có chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng. Bán các sản phẩm về đồ trẻ em thì bạn sẽ có các chuyên gia trong các cái bệnh viện lớn tư vấn. Bạn bán các cái sản phẩm mỹ phẩm thì có các cái chuyên gia trang điểm làm đẹp tư vấn cho bạn, vân vân. Thì đây cũng là một cái hình thức khuyến mại khá là thú vị, mới, lạ, hay và cũng khá là cao cấp, đem lại cho khách hàng những cái trải nghiệm, đem lại cho khách hàng những cái giá trị tốt, được chưa? Cái chương trình, cái chiêu thức khuyến mại số 26 đó là gần giống như vậy. Tôi gọi nó là khuyến mại bằng dịch vụ, bằng các dịch vụ miễn phí. Ví dụ như là chúng ta có thể tạo ra các dịch vụ trông trẻ cho một cái nhà hàng, dịch vụ chỗ vui chơi giải trí cho một cái trung tâm điện máy, đúng không ạ? Rồi thì một cái dịch vụ chăm sóc trẻ em tại một cái trung tâm thương mại, hay là một cái dịch vụ nghỉ ngơi tại một cái trung tâm thương mại lớn. Thí dụ như hãng IKEA là một trong những cái hãng bán lẻ về nội thất lớn nhất toàn cầu của Thụy Điển, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn biết là vào cửa hàng IKEA là người ta còn thậm chí là không có người bán hàng luôn. Khách hàng tự đi mua khuôn đồ, sau đó đi ra khách hàng tự thanh toán. Thì lúc đấy cửa hàng sẽ làm gì? Cửa hàng sẽ có các cái chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống, trông trẻ em miễn phí cho khách hàng. Đó, ý tôi muốn nói là gì? Cái dịch vụ miễn phí là như vậy, đúng không ạ? Rồi các bạn cũng làm gia tăng cái sự khác biệt của chính cái thương hiệu của các bạn, chính shop của các bạn đối với đối thủ, và làm cho khách hàng trở nên thấy được phục vụ các dịch vụ hấp dẫn hơn, đúng không? Thì rất là nhiều những cái cách thức như vậy, hoặc là có thể đồ ăn, đồ uống, tư vấn sức khỏe, vân vân đấy. Có thể là cái dịch vụ mà này nó trực tiếp vào sản phẩm cũng được, mà nó không trực tiếp cũng được. Các bạn đừng có quá câu nệ là bạn bán dinh dưỡng thì phải là bác sĩ dinh dưỡng, đúng không? Bạn bán dinh dưỡng nhưng bạn cũng có thể đưa ra cái dịch vụ tư vấn về hôn nhân chẳng hạn. Tôi nghĩ cũng không có gì là quá đi xa với chủ đề cả. Hay là nếu các bạn học của tôi về marketing, tôi vẫn có thể tư vấn cho các bạn về chuyện tình cảm được cơ mà. Tôi là thí dụ như vậy. Đấy là dịch vụ khuyến mại của tôi, đúng không? Rồi ạ, thì đây là cái cách mà mình phải nghĩ, mình suy nghĩ trong cái mô hình kinh doanh của mình. Chẳng hạn như vừa rồi thì tôi đang chuẩn bị làm marketing cho một cái nhà hàng lớn. Các bạn có thể search cái nhà hàng Bến Bạc ở trên Google. Các bạn search ra nhà hàng Bến Bạc ở Hà Nội. Thì đây là một cái nhà hàng rất là đẹp, theo phong cách dân gian, cực kỳ là đẹp đấy. Thế nhưng mà cái lượng khách nó cũng không được nhiều, bởi vì là cái chủ đầu tư thì người ta cũng không quan tâm lắm đến cái việc kinh doanh ở đây, vì anh chị cũng có nhiều cái business tốt hơn. Thế thì tôi đến thì tôi cũng thấy là rất là phí, đúng không ạ? Vì cái điều kiện cơ sở vật chất rất là tuyệt vời. Thế tôi có nói là bây giờ chị có thể đưa ra một số những cái trò chơi, một cái chỗ trông trẻ, một cái chỗ mà cho trẻ con có thể chơi campaign, chơi cắm trại, vì phía đằng trước có một không gian rất lớn. Thì đấy, mình có thể đầu tư vào để tạo thêm cái giá trị gia tăng. Và tôi gọi nó là cái khuyến mại về dịch vụ miễn phí, đúng không? Thì ý là như vậy, chúng ta hãy suy nghĩ là chúng ta đưa ra, chúng ta làm được cái gì thì chúng ta cứ làm cho khách hàng thôi. Và cái
Nội dung thứ ba trong cái video này chính là cái tuyệt chiêu số 27, hay còn gọi là chiến lược khuyến mại số 27. Đấy là chúng ta khuyến mại bằng cách là chúng ta so sánh giá. Thì nhiều nhà bán lẻ hiện nay họ treo những cái biển là chúng tôi là bán rẻ nhất, ở đâu bán rẻ hơn thì các bạn chúng tôi sẽ hoàn tiền. Đây là một cái lời cam kết mà cho khách hàng rất là yên tâm, bởi vì khách hàng quan tâm đến giá. Khách hàng luôn luôn quan tâm đến giá và rất nhạy cảm về giá. Giá rẻ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cái quá trình quyết định mua hàng của khách hàng. Đại đa số đấy ạ. Vâng, đại đa số đấy ạ. Thế thì một cái website gọi là cái web so sánh giá cũng là một cái web mà hiện nay cũng được đầu tư rất nhiều. Và trên đấy mình mua cái gì, mình xem cái gì thì nó sẽ có 4, 5 hoặc là 10 cái nhà bán lẻ. Họ dẫn đến các website và họ nói là đây là cái trang này bán rẻ nhất. Và sau đó thì khách hàng sẽ truy cập vào cái trang đó. Khách hàng truy cập vào cái trang đó thì nếu khách hàng mua hàng thì khách hàng sẽ cái đơn vị mà đưa cái truy cập đấy sẽ phải trả tiền cho web so sánh. Thì tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn cái hình thức marketing như vậy. Thế thì ở đây thì cái phương thức so sánh giá là một cái phương thức mẹo để cho khách hàng mua, khách hàng cảm thấy cái giá của mình là được mua hời. Chẳng hạn như là họ sẽ để ba cái sản phẩm trên cái trưng bày như này. Cái này bán 100 đô, có nhiều tính năng hơn một chút. Cái này bán 80 đô, ít tính năng hơn một chút. Cái này bán 50 đô. Thì tự dưng ba cái này nó rất là giống nhau, nhưng mà cái này nó chỉ kém cái này một chút cái tính năng thôi. Thì khách hàng sẽ nhìn thấy rằng là cái 50 đô này là cái mà tôi sẽ thấy lợi ích nhất, cái tính năng kia tôi thấy không cần thiết. Thì thực ra cái cách mà người ta làm như vậy đấy chính là cái cách người ta gọi là so sánh giá, để tạo ra cái tâm lý so sánh cho khách hàng. Và khách hàng cảm thấy cái 50 đô, cái ví dụ mà tôi nói là cái rẻ nhất và cái tối ưu duy nhất, cũng chính là cái mà các nhà bán lẻ, các nhà bán buôn, những người làm kinh doanh muốn khách hàng mua. Các bạn hiểu ý tôi rồi chứ ạ? Đó, mình sẽ đặt 3-4 sản phẩm cùng giống nhau trên đấy và đưa ra các mức giá. Và cái sản phẩm nào mình muốn bán nhiều thì mình để giá thấp. Và những cái kia mình dùng phương pháp đẩy giá lên để họ so sánh, thì họ sẽ đưa ra được cái sản phẩm tốt nhất mà họ mong muốn mua. Còn nếu mà họ mua cái sản phẩm đắt thì mình lại càng tuyệt vời, bởi vì mình lại được lợi nhuận cao trên sản phẩm đó. Đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Đấy là cái chiến lược cực kỳ thông minh mà tôi gọi nó là so sánh giá. Vâng. Thế thì tôi vừa trình bày với các bạn ba cái chiến lược, ba cái tuyệt chiêu khuyến mại. Tôi tóm tắt lại đó chính là khuyến mại bằng dịch vụ tư vấn miễn phí nha, dịch vụ tư vấn. Còn cái số tiếp theo, cái số 26 đấy là khuyến mại bằng dịch vụ miễn phí. Cái này là không tư vấn đúng không? Cái này là cho dịch vụ miễn phí, còn cái kia là tư vấn. Và cái số 27 đấy là cái chiến lược là so sánh giá. Ok. Thì cái bài học hôm nay thì xin phép dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.